phong ma trí lực nên ước mơ gì hơn ước mơ anh được về đời thương cha cha nhớ mẹ nên thương thằng cụ tì nè hỏi ba ba về chưa nè chắc bà chưa về đâu vì cho con đang kêu an nè thời gian là an dây thùng nè cố gắng tâm anh xin em ơi cố gắng đợi chờ nè đi xong khóa này anh trở về tu luôn em ơi nếu nếu thương anh em mày hiểu giùm cho anh dù cho anh nè có là tên tội phạm nè cũng là chồng của em dù cho anh có là tên quái xế là tên tên dừng đồ nè số phận nghe đã an bài nè xin em hiểu cho nè chàng nghe dòng em đeo của gia đình nè em cho nó khùng giật đồ cho hoài em sáng sáng anh đua xe trên cặp rạp xi nê để kiếm tiền mà nuôi em bao tô phong ma ba nè nó đầy tông lê chân mang kỷ niệm buồn cho anh về quận tư nè anh tìm em không gặp nè người đời báo em sang nghe về ba ta anh tìm em không thấy anh tìm em ngoài hồng số phận đã an bài xin em hiểu cho nè vàng dòng em đeo cái còng để anh đeo quặng lạnh luôn nè vàng dòng em đeo nè cái còng để anh đeo mà nó quặng lạnh nè thằng nhà tao bị si đa nè hãy về nhà mà nằm nè rồi mua cái hộp để dành nè từ ngày mẹ sanh con ra nè tánh thằng này kỳ cục nè đàn ông tánh thì đàn bà mang kiếp con trai tôi mang thuốc đất rồi làm cho con sách hàng kèm
đêm với bao kỷ niệm tình yêu ban đầu nên cầm tay nhau nói yêu nhau thật lòng mà suốt cả đời em yêu anh tình ta đen cách trở buôn phần còn đâu đẹp giấc mộng chung đường và còn đâu những đêm chẳng đẹp môi tâm sự nguyện thề sống mãi bên nhau lời thề đầu ai ước cho nhau mà giờ này sao lạc thương đâu có ai đâu ngờ bây giờ em chấp nhận lìa xa còn lại chi em bao qua ngâm đường ngày em theo chồng đồng đào xe đứng bên anh bây giờ chỉ còn lại mình anh giờ này mới biết bên anh bây giờ chỉ còn lại mình anh. Ngày xưa anh mới quen em, gia đình của em tham phú phụ bần. Em ơi, em đâu mất rồi? Hài lo Hàn Quốc dẫn đi mất rồi. 5 năm sau anh gặp em tại sân bay Tân Nhất. Em chạy lỡ anh, em cũng nói phan để anh nói. Em nói làm chi kỷ niệm đau lòng. Nói để làm gì có dư mình mang đắng cay rồi em đi về với bên anh biết tại sao em luôn nu buồn vì đời mai đây sao lắm khổ đau hiểu tình yêu phải yêu mình hứa nhau giờ đây nhá thật tụng nhạc con thân viên đạn đồng đen
vào nhà xác đi, thấy con mẹ chết rồi. Mẹ trẻ ơi nè, con mẹ chết rồi, không về đâu nữa mẹ ơi. Dù à con chạy về băng tắm tế bài nè, chạy về tổng chí quan tài nè, hồn con dòng con từng mảnh nâu, cha con từng cái quần. Đến ngày dỗ con, mẹ nhìn lên dì anh, nước mắt mẹ tuôn trào. Ba nén nhang này nè, có thanh nén cánh giang lên. Mẹ có linh tiếng, con đứng trước quan mảnh khăn tan, con đã đổi trên đầu. Căn nhà này nè, là từ tay mang sắm. Quần áo con, mà đã lo chu toàn. Đêm hôm nay, con đứng trước quan tài. Tiễn ma đi nè, cũng nhạc vô lễ rồi. Sống giữa trời nè, là đình em mong trời kêu. Mẹ có sanh nè, thì mẹ phải có từ. Đêm hôm nay, con đứng trước quan tài nè. Thì mẹ đi nè, cũng nhạc ca bí đi. Đêm nay, là đêm cuối cùng. Rồi ngày mai, con đưa tiếng mẹ xuống trên tầng đêm đất sâu lạnh lẽo. Ở nơi đó nè chỉ có mình mà thôi. Lâu như nước trôi qua cầu.
cũng đến vì khi mến nhau chung một con. Giáp Sài Gòn ghi nè, những điểm tâm xì xeo thương mến nhau chung một con. Ba đứa mang cùng chung một tâm sự nè, cùng theo ba ý thích nửa thịt cà phê nửa gì thuộc ta nè. Con đứa chơi bộ về nơi đây nè, bên mai lá tiêu điều nè, với ngọt ngàn quanh căn nhà ban lời danh em căn cần phải qua qua căn căn tương lai căn nhà ban lời danh căn cần phải qua qua căn căn we'll be right back.
quán thường. Chiều mai đây về cùng anh chị chim tàu hàng hoa chiều. Chiều mai đây về cùng anh chị chim tàu hoa. Gái ba la bao nhiêu gái đẹp, em tin rằng em đẹp lắm hay sao? Anh biết em đẹp là nhiều lắm, đuổi cho em hãy yêu đẹp. Hồng nhan là bạc phận, ngày xưa ta nói hồng nhan bạc phận, bây giờ hồng nhan là bạc triệu. Một đêm là một vé người mẫu 1.000, 1.500, 2.000, đi tour tới 20.000. Người ta thường nói cái nết nó chết cái đẹp nó xẹp túi. Và đây tiếng hát Thanh Thanh Tùng nhập phẩm tên Đêm Vũ Trường. Mình đi vũ trường
hai đứa bảy cha vô có xếp cho đủ bốn đứa chơi đéo đủ. Du trường nếu có anh đây đây đón đưa từng ngày trên chiếc đi làm với em xí quán là bơ tương đây là trời. Thằng Toàn đây giàu có hơn anh, thằng Toàn đây nó giàu có hơn anh, nhưng nó xong nè không có lương tâm nhưng lại nó có tiền. Anh nghĩ gì khi tay em cầm chơi Đài Loan bước vô 2000 cầm chế Hồng Kông bước vô tình kiều làm anh nhớ quay biết em còn yêu anh này biết sao để mình xa nhau đừng làm khổ anh đừng xem anh như trái bánh lông em đùa chơi chơi. Nói sẽ đưa em đi xuống cuộc đời khoái không không khoái đâu em mà sao không đưa được đòn đường em đi cái lồng máu đi đâm taxi đỡ đi đĩa chó đưa đón lồng cho phải bà nội đâu không phải bà nội là phải đưa đón. Oh,
anh búp bê em, rồi mai cánh chia anh con búp bê chia buồn. Cầm lấy em kỳ dần quê em, tôi ép vào trong tim ơi, tôi ép vào trong tim. Em ơi em, em nhỏ bé nhưng ước nguyện em thật nhiều. Ngày xưa anh nói dáng em đẹp như má em, mẹ thường bảo con có khi nào nhớ em nhiều em. Hay hôn búp bê em tựa như lúc anh đang hôn nghe tâm mẹ cười yên. Rồi ai đến đón em lên xe qua đầy gắm pháo lụa hồng. Còn mình tôi nên xin đánh chúc người nè hạnh phúc bên người mình yêu. Em lên xe qua tôi đứng ở bên kia đường nè, có một người nhìn theo. Em lên xe qua nè tôi đứng bên kia đường mà giọt lệ tuôn rơi. Sớm nè tôi đứng chờ ai đây, ôi tôi đứng chờ ai đây. Em ơi em, phương trời nào đó có thấu hiểu thấu cho tùng em. Nhập gần lệ bước lúc con đường ba tháng ngày, đường ghé giọng nói có khi nào nhớ em dịu nè. Chỉ thấy đơn đau em, hẹn anh kia sao tôi mai mình thấy nhau chỉ thấy đơn đau. Ai yêu nhau rồi em, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân em, năm nào hai đứa ngắm ngắm qua qua đào rơi. Lo lo cho số phận em, lo cho duyên mình sẽ thay một kiếp hoàn em. Sớm na coi tan em, đời ai không một lần quen biết rồi yêu yêu nhau rồi lại thôi, thế là thôi là thế đó. Xia vang là thơ nên đem thơ về chép nhạc thành khúc tình ca nêm. Thôi thế là thôi đã thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều. Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được. Ngày biệt ly nên chúng mình chưa nói mất hết câu câu tạ từ. Năm 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 cách né biệt, năm năm mong chờ theo mòn tình kia xưa em. Chắc điên tay buồn tình kia ngang đôi đường em, giấc khi đời tôi đi thêm một lần. Nhất khi tay buồn tình kia ngang đôi đường em, nhất khi đời tôi đi thêm một lần. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mặc nhiều âu lo. Cuộc sống nơi cách bơ vơ, hỏi ai ai con bương giờ. Tôi ngày tâm tôi buồn, về đó qua đời khi còn tâm ngờ. Một cái cơm sương nên đổi cơm về. Nhiều đất nước đất đam mơ, mẹ ơi ơi con yêu mong chờ niềm
bao giờ cho đến bao giờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiêu vẫn có gió, một đằng coi cũng không nhẹ. Thân em lá còn, bản thân này có đau khổ. Một dĩa cơm gà nên đòi cơm thêm. Nhiều lúc nếp khắp đam mơ, mẹ ơi ơi con yêu mong chờ nên bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nếp khắp đam mơ, mẹ ơi ơi con yêu mong chờ nên bao giờ cho đến bao giờ. Đâu phải có tiền mới được đậm đà, đâu phải đại gia đậm đà hàng ngày. Mà người cho em giấy tiền nè, một người cho em hàng đá nè, đá với tiền em thì cho em.
rượu đừng nên uống để có ngày sơ gan. Nghèo thì có sạch rách có bèo nghèo suốt đời yêu thì có sáng anh tình đâm sao bao nhiêu cha ơi cha mỗi lần à xem phim thôi, mỗi lần à xem phim cuốn thần điêu đại thần quan giật sư trong tay cầm bí kíp giang hồ tranh bá đạo xuống đùi ốc đi tim chứng quá hết chân keo mọi người làm mọi người xôn xao thề ông quát chùm nên phải sống để sống đi trên má tiếu lầm trên giang hồ. Mỗi tình à cô long môi, mỗi tình à cô long khiến Hoàng Dung đi buồn lòng. Khi này Hoàng Dung nè biết tìm ra cháu quá để liền cho gió không. Lúc đó trên giang hồ chân ba tay độc lai khung khung lại liền nhằm chân kinh nè. Để ông quá chùm nên phải sống để sống đi chân mở chiếu lợm trên giang hồ. Ôi dặn càng ghê thành tay đồ đi đứng giúp nước tới hồi phiên nay ơi tới hồi phiên nay bóng cuồng băng không chịu chạy đằng hồi tại sao cuồng phiên kia đã hết xin mời xem cuốn hai muốn hai coi đi lấy cuồng phiên nay ơi lấy cuồng phiên nay cuốn này hay lạ kỳ đi nghe Hoàng Dung nghe quyết tìm ra cháu quá để liền cho gió không đến núi Sơn La gặp bọn cướp định chờ về nhà thì gặp được cô Long nàng đây quấn lụa như quấn kim đang quấn được mỗi phút bọn cướp đã tan tành phúng 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 ôi thằng là buồn gặp cô Long cô nói chuyện không may chàng đuôi quá đã lọt xuống khe núi cô kiếm chàng không ra nàng ngồi đây một ngày mà nước mắt cứ rưng rưng tí rồi cô đã hứa không tái xứng nghe nàng sống chờ dù quá tròn kịp đến muôn đời ôi ôi thật là buồn chuyện không may nhưng bằng chẳng còn đâu mời quý khách xem cuồng ba kế tiếp mướn coi đi hỏi. Anh đưa em vô chùa chùa hôm nay vì ca tí nghèo chất quắp dân anh tao đéo sợ thằng nào mày ba tàu mày chơi lao ca đảo Hoàng Sa lấy của Việt Nam tao khuyên mày dỗ dàng khoan tao khuyên mày hãy cút đi tao khuyên mày cút cho mau nghe không nghe không người Việt Nam quyết thề chiến đấu dân em tao chỉ cần hòa bình rồi thằng giật nó nhau vô can nói Việt Nam tuy nhỏ cái mà gan rồi thằng Mỹ cũng nhào vô luôn nhưng Việt Nam phải nhờ tới đàn anh không có là mừng gì bớt không có là phải mừng gì bớt còn gì vỗ tay nó hay quá. Đơn vị thường nghĩ tâm
hôi chóng mặt. Nào là ba nét của đình là giới tôm hùm. Tôi nghĩ anh bao, tôi ngồi đây tôi nhậu. Nào ngờ nhậu xong, anh bỏ lại mình tôi. Anh ơi, anh là người giàu, còn tôi là người nghèo. Tiền bạc đâu có bao nhiêu. Anh em, tôi gặp nhau tôi mừng. Bạn bè đi đâu chia tay sợ mà thôi. Gặp lại tuần sau cứ mời anh đi nhậu. Vừa vào kia ôm anh kêu cái năm con nào. Tôi nghĩ anh bo cứ ngồi đây ôm đài. Nào ngờ nhậu xong nè anh cũng bo lại mình tôi. Anh à, là việc nghèo, còn tôi là người nghèo, tiền bạc đâu có bao nhiêu. Anh em, tôi gặp nhau tôi mừng. Bạn bè đi đâu, chia tay sợ mà thôi. Bạn bè đi đâu, chia tay sợ mà thôi. Bạn bè đi đâu, chia tay sợ. Mỗi năm đến nè lòng mê mê buồn. Chuyện gì ngày qua chứ chen tình. Ngày mai xa cách ngay đứa này đông. Nhưng chiều hẹn nhau lúng đầu. Thank you.
người cười tươi. Đang vui sao người gục đầu. Trong đêm ai có ai hay xót xa thêm thôi cuộc đời nào ai hiểu. Trên sóng ta tôi tình cờ quá ngàn nàng rồi bên nhau nhau để phải nhau nhau để rồi yêu nhau. Và ta đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi tình này còn vài giờ vui. Tôi muốn nói lên trọn đời em đêm đêm. Từ vai em bằng con tim để rồi yêu em. Như nắng cay gào thét giữa buồn sóng cười. Tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời. Ôm cuộc đời phải vẫn lẽ lối. Em ơi ta không gặp gỡ ta đừng quen nhau. Đừng cho hình bóng đừng nhìn nhau lâu. Khi xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thời gian gần gũi nào đừng bao nhiêu. Mà tuy gợi gót lòng cô liêu, tôi không ấm ấm khi niềm nỡ đau. Như đứng đó như hình một phó tường. Chờ ai đây đây đây, đợi ai đây đây và tìm ai đây đây. Nghe đôi tim xa gió xeo xuống sóng cười. Nghe trái tim rung lên bồi hồi. Không gì gặp lại lần thứ. Tại sao anh chán em thế này? Một mới một lần nhưng mà mùi tiêu vừa quăng nhau xong. Tay đêm tối chặt đi quăng. Em nói em sức nào chịu đó thâu. Trong đêm nay chắc em say men rượu nồng cớ sao em mời tôi lại để làm gì đây? Em ơi xuyên ta kiếp này đành thôi. Không bên nhau không chung đi về một nơi. Em đi những những đàn mê, những hẹn hò và thật nhiều em ơi. Cớ sao em cười? Cớ sao em buồn? Biển ca. Mặt trời người đàn
chết yêu anh linh cô xa nhà giữa rừng cà nghe tiếng ngang thầm cao khi giữa rừng cà tôi nghe thấy gì đâu sao không nghe cho người gì chẳng đến cầu khi buồn lại còn phải xa nào nào lên trong cõi chúng say tắm các quần tắm mất ngủ đêm càng đêm khói lửa sờ chỉ còn đây tim bên em sao không nghe cho những người còn mày mê mê lá rừng che kín đường về con ngoan không nghe cho những bạn bè ngày đêm nhớ con xa hay nghe cho những người vừa gặp xuống chiều qua rừng nhà là xanh xanh lối mòn chạy quanh bên đời linh nghe quen yêu sang khổ quân hành nhẹ từng ngày thờ tin sung mê chuyện tình đánh giặc nhà lâu bền cho đó nước bình đời nghe cưng xin đi sung đông mê tận lâu bền từng nghe hạt vụ cướp đã
bán dâm nè, còn bạn tôi thì biết người trong cơm cơm mang say. Bao anh lập trai nè, vô đây không về, mong sao quay về. Tôi ước mong nên khi ra đây rồi tôi mong về. Chắc anh Tùng nè, anh chú ở đây nè. Con vô đây con sẽ cố gắng ba ơi, mà thời gian trôi mãi trôi từ từ nè, con nuôi một năm nữa con qua đây quay lại cái chạy nhà tàu xây tường cao rất quy mô nè, hầm mà bô bề nữa còn nơi ăn sát bên nhau nè, chủ nhật ngày bà mà lên nè, đồ ăn mình mà có mình cùng chia cho anh. Đồ ăn mình mà có mình cũng chỉ cho anh. Bye.
buồn nha. Vô cái đi. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi.
Say my tune.
F15 20, năm 10 F15 20. Yêu em, anh dắt vào quán kem. Vào quán kem em trả tiền đi em, đâu phải bà nội tôi trả cho mày. Hôm qua lên núi hái chè xanh, nè nè có thằng mất dạy nó đè mà em ra. Em van xin nó trắng chiều tha, nó đè nó nhét 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 mà cha nó vào, nó nhét vào. Em cứ van xin nhét sau chút nữa em phê thì em cười. Vui sưng nghe vui tết mùng ba, ông bà để hứng đem gà mà chậu chơi. Gà ông ti bé nhiều lông, gà bà ti nhỏ nhưng mồng nó đỏ tươi. Đá nhau một chậm hồi lâu, gà bà chảy máu, gà ông thì gục đầu. Sao không chơi người ta như hồi hôm, không chơi người ta như lúc đầu mà nằm sủi lơ vậy cha. Trên cầu có người ta, dưới cầu có con cá cha. Con cá cha ăn cứt người ta, người ta tức quá quất lại con cá cha. Một điều hơn nữa, một điều mà em ta tắt lại à. Đời giao thông có cái còi bên hông, còi bên hông để anh làm gì đó. Bắt những thằng xe hàng, bắt những thằng xe bên, bắt luôn chiếc đi lên này, quấn bài thua nè, quay ta thổi luôn. Đời không có cái còng bên hông, còng bên hông để anh làm gì đó. Bắt những thằng đã gà, bắt những thằng đã xe, bắt luôn thằng làm bánh. Mày vô đây quấn cho mày phải cay, mày không cay quấn cho mày phải trói. Nói đi mày, nếu mày không nói, đánh cho mày ổi ra, ổi 30.000 đô về. Giống như có chiêu tinh lao vào chờ với thế gian, giống như có đông pha tiếp chiều thì nhảy bên ngọn làm ngu suốt. Anh mệt ghê. Cháu 30, cháu to nhất lớp, to nhất lớp thì học ngu nhất trường. Ngu nhất trường cô đè ra cô đánh, cô mà không đánh cô rờ cu cháu hoài. Cháu lên ba nè, cháu yêu cô giáo. Yêu cô giáo gì cháu hay khóc nè, hay khóc nghe cô đè ra cô cho bú. Cô mà không cho bú thì em khóc nghe. Đời giao thông có cái còi bên hông, còi bên hông để anh làm gì đó. Bắt những thằng xe hàng, bắt những thằng xe bèn, bắt luôn chiếc đi lên này, quấn bài thua mà quay ta thổi luôn. Đời không có cái còng bên hông, còng bên hông để anh làm gì đó. Bắt những thằng đã gà, bắt những thằng đã xe, bắt luôn thằng làm bánh. Mày vô đây quýnh cho mày phải cay, mày không cay quýnh cho mày phải trói. Nói đi mày, nếu mày không nói, đánh cho mày ổi ra, ổi 30.000 đô về. Giống như có chiêu tinh lao vào chờ với thế gian, giống như có đông pha tiếp chiều thì nhảy bên ngọn lửa. Có chút chưa chân thì anh đứng đây là hết, anh cũng hết chân, không có tốt chân chân. Để chú ra về ngày mai đến đây nhậu tiếp, ngày mai nhậu tiếp nhớ mai nhớ mang ra tiền. Con chim non trên cành tre, hót liếu lo,
hoài.